Sudip là một thương gia giàu có và quyền lực, nhưng anh ta cũng là một kẻ tàn ác và vô cùng háo sắc. Trong lúc Sudip đang tập bắn súng thì một trợ lý tên là Aditya đến gặp anh ta. Họ có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông trong vài phút nữa, tuy nhiên Sudip vẫn yêu cầu hủy cuộc họp. Mặc dù Aditya cố gắng thuyết phục nhưng Sudip vẫn phớt lờ, anh ta sẵn sàng gác lại những công việc quan trọng chỉ để tiếp cận và thả thính một người phụ nữ xinh đẹp. Ở một nơi khác trong thành phố, một cô gái trẻ tên là Binju đang say sưa với công việc điêu khắc các tác phẩm siêu nhỏ của mình. Ngay cả khi mất điện, cô ấy vẫn tranh thủ tận dụng ánh trăng để hoàn thiện nốt tác phẩm của mình. Nani, người hàng xóm sống ở nhà đối diện đã phải lòng cô ấy suốt 2 năm qua. Binju cũng chẳng thèm để ý đến anh ấy, nhưng Nani vẫn không từ bỏ ý định chinh phục Binju. Để lấy lòng người đẹp, Nani đã sử dụng đèn pin, giấy bạc và anten parabol để chế ra một chiếc đèn pha chiếu sáng cho Binju. Nhờ có sự sáng tạo của Nani, Binju đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình. Tuy nhiên khi xong việc, cô ấy chỉ lặng lẽ kéo rèm và lên giường đi ngủ. Ngoài việc là một nghệ nhân điêu khắc, cô ấy còn thành lập một tổ chức gây quỹ tài trợ sách vở, dụng cụ học tập cho các trường học ở những vùng khó khăn. Được biết tập đoàn của Sudip có ý định hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, vì vậy Binju quyết định sắp xếp đi gặp anh ta. Ngày hôm sau, Binju đến công ty của Sudip, vừa nhìn thấy cô ấy, Sudip đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp mặn mà của Binju. Anh ta không bận tâm đến những gì Binju nói mà chỉ nhìn chăm chăm vào cơ thể cô ấy. Sau đó phóng khoáng ký tấm sách trị giá 15 triệu rupee khiến Binju rất ngạc nhiên. Cô ấy liên tục nói lời cảm ơn mà không biết rõ ý định thực sự của tên sở khanh kia. Vài ngày sau, họ bắt đầu phân phát sách và văn phòng phẩm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xong việc, Sudip đã mời Binju ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng. Chưa kịp gọi đồ ăn thì cô nhận được tin nhắn của Nani. Anh ấy không có tiền nhưng được cái trai mặt. Nani luôn biết cách gây sự chú ý đối với Binju. Nhưng việc cô ấy nhìn người đàn ông khác đã làm tổn thương cái tôi của Sudip. Sau bữa trưa, Sudip lái xe đưa Binju về nhà. Nani quả là anh chàng lì lợm. Anh ấy lẽo đẽo theo sau khiến Binju không thể không động lòng. Cô ấy đề nghị Sudip dừng xe và lấy cớ phải mua một ít đồ ăn, sau đó đi dạo cùng với Nani. Nhìn thấy Binju đang vui vẻ với một người đàn ông khác, Sudip vô cùng tức giận bởi anh ta chưa từng thất bại trước bất kỳ một cô gái nào. Ánh mắt anh ta trở nên vô cùng nham hiểm. Một hôm sau giờ làm, Binju lấy xe về nhà thì phát hiện xe của cô ấy hết xăng. Trời đã nhá nhem tối, do không dám đi bộ một mình nên cô ấy đã nhắn tin cho Nani. Nhận được tin nhắn của Binju, Nani vô cùng hạnh phúc, đúng như những gì Nani mong đợi. Binju đang đứng chờ anh ấy. Tuy nhiên khi Binju vừa nói rằng cô ấy gửi nhầm tin nhắn, Nani đã vội vàng quay đi. Tâm trạng của Binju đúng với câu, em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi, sao anh vội đi ngay. Cuối cùng hai người cũng hiểu ý và đi bộ cùng nhau, đối với Binju thì tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hai người có một buổi tối vô cùng vui vẻ bên nhau. Nhưng sau khi tạm biệt Binju, một chiếc xe van chạy qua đã bắt cóc Nani. Thì ra Sudip có dã tâm tống khứ Nani khỏi cuộc đời Binju, chúng đánh Nani một cách dã man. Khi Nani phát hiện ra rằng Sudip đánh mình vì Binju, Nani tuyên bố sẽ giết chết bất cứ ai làm hại cô ấy. Những lời nói đó càng làm cho Sudip bị kích động. Đúng lúc đó thì Binju nhắn tin vào máy của Nani. Điều đó khiến Sudip càng muốn tước đi mạng sống của Nani. Đợi mãi không thấy Nani trả lời, Binju gọi cho anh ấy để nói rằng cô ấy yêu anh rất nhiều, nhưng Binju không biết rằng người cô yêu đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Linh hồn của Nani biến thành ánh sáng màu xanh lam, sau đó chuyển sang một quả trứng ruồi gần đó. Sáng hôm sau, theo sự sắp đặt của Sudip, cảnh sát tuyên bố đó là một vụ tai nạn. Binju rất buồn khi chứng kiến sự ra đi của Nani. 10 ngày sau, quả trứng đã hấp thụ linh hồn của Nani nở ra một con ruồi. Anh ấy đã được tái sinh. Ban đầu anh ấy không nhớ gì về kiếp trước của mình. Nani cố gắng để bay, nhưng cánh của anh ấy bị dính chặt vào cơ thể. Đang loay hoay thì dòng nước lớn chảy qua, Nani cố gắng chạy thoát khỏi dòng nước. Cuối cùng anh ấy cũng gỡ được cánh ra và bay lên không trung. Nhưng với thân hình nhỏ bé của mình, tính mạng của anh ấy luôn gặp nguy hiểm. Bỏ qua tất cả những điều đó, Nani khám phá cuộc sống mới của mình. Sau khi bị dính chặt lên quả bóng tennis, Nani rơi xuống một quả táo bị ăn dở. Ngay lập tức anh ấy trở thành mục tiêu của một con chim, cuối cùng Nani cũng thoát khỏi nó. Nhưng anh lại vô tình rơi vào một cốc nước. May mắn Nani đã không chui tọt vào dạ dày của người đàn ông kia. Khi nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta, đột nhiên Nani nhớ lại kiếp trước của mình. Tức giận, Nani cố hết sức mình thoát ra khỏi cốc nước và lao vào tấn công kẻ đã giết mình. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Sudip. Chỉ khẽ vung tay một cái, Nani đã bị hất văng xuống sàn. Đột nhiên anh ấy nhớ đến Binju và bay đến nhà cô ấy. Khi nhìn thấy Binju, Nani ngập tràn cảm xúc. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy,
Tuy nhiên lúc này Nani chỉ là một sinh vật nhỏ bé, cô ấy không thể nào nhận ra Nani trong hình hài của một con ruồi. Khi Binzu nói chuyện với chị dâu của mình, cô ấy đã thú nhận rằng khi càng cố quên Nani, Binzu càng nhớ anh ấy nhiều hơn. Khi nghe thấy điều đó, Nani càng quyết tâm hơn trong việc cho Binzu biết thân phận của mình. Một hôm Sudip đến gặp Binzu ở văn phòng của cô ấy, anh ta dối trá bày tỏ sự nối tiếc của mình về cái chết của Nani, đồng thời giở các thủ đoạn của mình để chinh phục cô ấy. Nani vô cùng tức giận khi chứng kiến những điều đó. Anh quyết tâm bảo vệ Binzu khỏi một kẻ bị ổi như Sudip, Nani quyết không để hắn có cơ hội chạm vào bạn gái của mình. Nhưng đôi lúc anh ấy cảm thấy bất lực khi nhìn thấy kẻ dối trá kia đang tìm cách hãm hại Binzu. Tại biệt thự của Sudip, anh ta ngồi vào chiếc ghế xông hơi bằng gỗ được thiết kế chỉ để lộ cái đầu của anh ta phía trên. Nani chỉ chờ có thế, anh ấy bay lên mũi của hắn, sau đó từ từ bò vào trong tai. Hắn điên cuồng giãy giụa khiến chiếc ghế di chuyển, suýt chút nữa thì thanh treo khăn tắm sắc nhọn đâm vào đầu hắn ta. Sau khi ra khỏi chiếc ghế xông hơi, Sudip tức giận cầm khăn tắm tấn công con ruồi. Điều đó khiến hắn ta vô tình trở thành một tên ngốc trước các đối tác kinh doanh và khách hàng của hắn. Ngày hôm sau, Sudip đề nghị Binzu đi cùng anh ta đến Delhi để gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Đó là cơ hội tốt để Binzu có thể kêu gọi các gói tài trợ cho tổ chức của mình. Binzu đồng ý đi cùng anh ta trong khi Nani vô cùng lo lắng. Tối đến, Nani đến phòng ngủ của Sudip và bắt đầu hành hạ anh ta. Suốt đêm hôm đó, Sudip phát điên vì sự quấy rối của con ruồi. Anh ta không tài nào chợp mắt được dù chỉ một giây. Không còn cách nào khác, anh ta quấn chăn quanh người với hy vọng không bị con ruồi làm phiền. Nhưng chỉ vài phút sau Binzu gọi đến, Sudip vội vàng đến sân bay nhưng Nani vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy bay đến làm phiền cảnh sát giao thông khiến những động tác đuổi ruồi của anh ta vô tình trở thành hiệu lệnh điều khiển giao thông, làm cho các phương tiện giao thông ùn tắc ở ngã tư đường. Lo sợ chậm trễ chuyến bay, Sudip bỏ xe của mình lại và thuê một chiếc xe khác để đến sân bay. Tuy nhiên, Nani vẫn bám theo và tấn công vào mắt anh ta. Chiếc xe mất lái bay lên không trung trước khi bị một chiếc xe tải tông trúng. Vụ tai nạn khiến Sudip bị mắc kẹt trong xe. Nani viết một dòng chữ trên kính xe rằng, "Tao sẽ giết mày." Sudip vô cùng sốc trước những gì anh ta nhìn thấy. Sau khi được đưa đi cấp cứu, Sudip luôn luôn lo sợ con ruồi sẽ đến tìm anh ta. Trên tay, Sudip lúc nào cũng thủ sẵn một lọ thuốc diệt ruồi. Nhìn thấy Binzu đến thăm Sudip, Nani vô cùng tức giận. Anh ấy tiếp tục lao vào tấn công Sudip nhưng bị Binzu xịt thuốc ruồi khiến Nani bay ra ngoài cửa sổ và rơi xuống một bụi cây. Khi ra về, Binzu vấp phải ống dẫn nước và vô tình mở khóa khiến nước bắt đầu phun lên và rửa sạch chất độc trên cơ thể Nani. Trong khi đó, Sudip lo sợ đến gặp bác sĩ và hỏi ông ta rằng liệu con ruồi có thể trả thù con người được không? Bác sĩ khuyên Sudip hãy nghỉ ngơi vì cho rằng anh ta đang bị hoang tưởng, nhưng Sudip vẫn tin rằng anh ta đang bị con ruồi quấy rầy có chủ đích. Tối hôm đó, Sudip đi đến bãi rác, nơi chiếc xe tai nạn của anh ta được vứt ở đó. Tình cờ anh ta gặp một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó nói rằng tài sản của anh ta sẽ bị đốt cháy, nhưng Sudip không tin và đuổi ông ta đi. Sau đó tìm lại tấm kính có ghi dòng chữ của Nani. Lúc này, Sudip thực sự tin rằng con ruồi đang cố gắng giết mình. Ngày hôm sau, Nani nhìn thấy Binzu đang khóc khi hồi tưởng về cái chết của anh ấy. Nani dùng những giọt nước mắt trên bàn để viết dòng chữ rằng anh chính là Nani, anh đã hồi sinh thành một con ruồi. Binzu hỏi lại rằng có phải anh là Nani không? Nani liên tục gật đầu khiến Binzu vô cùng sửng sốt. Anh ấy cố gắng giải thích để Binzu hiểu rằng chính Sudip đã giết anh ấy để chiếm lấy Binzu. Cô ấy thực sự sốc sau khi biết sự thật và hứa sẽ giúp Nani trả thù Sudip. Việc đầu tiên Binzu cần làm là tạo ra một cặp kính nhỏ giúp Nani chống lại thuốc xịt ruồi. Anh ấy bắt đầu tập luyện chăm chỉ dưới sự giúp đỡ và cổ vũ của Binzu, đồng thời liên tục quấy rối Sudip. Nani phá hỏng giấc ngủ của Sudip hàng đêm khiến anh ta thực sự phát điên. Anh ấy có mặt mọi lúc mọi nơi và trở thành cơn ác mộng đối với Sudip. Một hôm, Nani nhìn thấy khẩu pháo trong phòng của Sudip và nảy ra một ý tưởng táo bạo. Binzu đổ đầy một thùng thuốc súng tí hon để Nani thả vào khẩu pháo. Họ lặp lại công việc hàng ngày cho đến khi khẩu pháo được đổ đầy thuốc súng. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại khi một người đàn ông tình cờ nhét mẩu giấy ăn vào họng pháo. Ngày hôm sau, Sudip gia cố lại ngôi nhà của mình bằng kính chống côn trùng và hệ thống camera an ninh khiến Nani không thể đột nhập vào bên trong. Do đó, Binzu phải đích thân đi đến nhà anh ta, mặc dù vô cùng ghê tởm khi anh ta chạm vào người. Tuy nhiên, cô ấy đã cố chịu đựng để có thể mở ốc vít giúp Nani lọt vào bên trong. Anh ấy đã biến Sudip thành một tên hề trong mắt Binzu. Nani dùng móng vuốt do Binzu làm cào cấu và ngoạm vào da khiến Sudip như đỉa về vôi. Trong một lần tham dự một cuộc họp quan trọng để thu hút vốn đầu tư, Sudip đã nói về thuốc chống ruồi trong dự án xây dựng của mình. Đúng lúc đó thì Nani lại xuất hiện và biến anh ta thành trò cười. Sau đó anh ấy đậu lên đầu một nhà đầu tư khiến Sudip dồn hết sức lực đánh vào đầu anh ta. Cuộc họp nhanh chóng biến thành cuộc ẩu đả thảm khốc,
các nhà đầu tư lập tức từ chối cấp vốn khiến công ty của Sudip lâm vào cảnh nợ nần. Sau khi số tiền trốn thuế của Sudip bị nhân viên thuế phát hiện, anh ta lập tức mở két để chuyển số tiền đó đi nơi khác. Trong lúc anh ta nhập mật mã, Nani lại quấy rối khiến anh ta làm hệ thống két tự động đóng lại. Không còn cách nào khác, anh ta sử dụng đèn xì để phá két. Tuy nhiên, Nani không để anh ta có thời gian làm điều đó. Trong lúc đối phó với Nani, chiếc đèn xì đã nung nóng chảy lớp vỏ và đốt cháy số tiền bên trong. Khi Sudip mở được cánh cửa ra thì toàn bộ số tiền của anh ta đã bị thiêu rụi thành tro. Sudip nhớ lại người đàn ông bí ẩn đã gặp ở bãi rác, lập tức anh ta chạy đến đó để gặp ông ta, một chuyên gia về ma thuật. Dưới sự giúp đỡ của ông ta, Sudip phát hiện ra rằng con rùa đó chính là Nani đã tái sinh để trả thù anh ta. Họ bắt đầu thực hiện một nghi lễ và chiếm lĩnh linh hồn của hai con chim, sau đó sai khiến nó đi bắt Nani. Hai con chim ác đuổi theo Nani khắp ngôi nhà, nhưng anh ấy là người dẫn dắt cuộc chơi khiến hai con chim bỏ mạng. Nani kịp bay ra ngoài trước khi cửa kính tự động đóng lại. Ngôi nhà mù mịt khói khiến bọn họ ngạt thở và mắc kẹt bên trong. Tưởng chừng như tên gian ác đã phải trả giá, tuy nhiên Aditya đã kịp thời phát hiện và đập cửa xông vào cứu anh ta. Sau khi xem lại đoạn camera an ninh, Sudip phát hiện ra rằng chính Binju là người đã tháo vít để Nani lọt vào bên trong. Biết được sự thật, Sudip lập tức bắt Binju đến nhà anh ta, sau đó hắn kể dao vào cổ Binju, bắt cô làm con tin để kêu gọi Nani lộ diện. Để cứu Binju, Nani đã nhượng bộ chấp nhận chết dưới chân Sudip. Hắn ta muốn lấy mạng Nani theo cách mà hắn đã làm trước đó, nhưng trước khi Sudip giẫm xuống, Nani đã kịp tóm lấy cây kim dựng đứng lên khiến hắn ta hét lên đau đớn. Binju nhanh chóng trốn thoát trong khi Nani đánh lạc hướng Sudip. Hắn ta điên cuồng nã đạn khắp nơi để tiêu diệt Nani, nhưng con ruồi nhỏ bé đã để lại vô số vết thương trên khuôn mặt của hắn, khiến hắn ta gào lên trong sự tức tối tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, Nani nhặt một cây kim lao vào mắt của Sudip, nhưng hắn đã dùng nam châm tóm gọn Nani. Cuối cùng hắn cũng đã bắt được Binju, sau đó cắt đứt cánh của Nani và chế giễu hai người. Bỗng Nani phát hiện ra mẫu giấy chặn họng pháo đã rơi ra, nghĩa là anh ấy có thể sử dụng nó để bắn Sudip. Nani vùi mình vào trong đống thuốc pháo bị rơi ra trước khi Sudip dùng diêm đốt anh ấy. Nani dùng chút sức lực cuối cùng lao thẳng về phía họng pháo đã được nạp đạn trước đó. Viên đạn xuyên qua người Sudip rồi chạm vào bình oxy gần đó gây ra một vụ nổ dữ dội khiến toàn bộ ngôi nhà của anh ta bị thiêu rụi. Thật kỳ diệu, Binju vẫn sống sót sau vụ nổ. Sau đó, Nani tiếp tục tái sinh thành một con ruồi lấy cây kim làm vũ khí và luôn ở bên cạnh để bảo vệ Binju. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Tạm biệt các bạn.